Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với salon Toyota Toka. Hôm nay em Chí lại xin gửi tới và cập nhật cho quý anh chị những dòng xe hiện tại BMW đang có với một mức giá cực kỳ là tốt để hỗ trợ cho quý anh chị trong cái giai đoạn cực kỳ khó khăn về kinh tế này nhá. Và chiếc đầu tiên gửi tới cho quý anh chị đó chính là một chiếc MPV, một chiếc Kia Carnival phiên bản brand new, 8 ghế anh chị nhá. Và chiếc xe này của em sở hữu cái màu đỏ nâu rất là đẹp anh chị nhá. Một cái màu nó cực kỳ là phong thủy với quý anh chị nào mệnh kim, mệnh thổ, mệnh hỏa đấy. Sở hữu em này thì nó là gọi là hết bài luôn. Chiếc xe này thì sở hữu là 8 ghế nên là tối ưu được cái về cái không gian diện tích cũng như là người có thể chúng ta chở theo nhá. Chiếc xe này bây giờ em đang bán tầm tiền loanh quanh khoảng 1.3 cả nhà nhá. Chiếc xe này thì của em đã được lên đèn bi siêu sáng này, hay là đã được dán 3M cách âm từ hốc lốp cho tới các cánh cửa này, hay là sơn phủ gầm này đấy. Rất đẹp anh chị nhá. Ni lông thì còn rất nhiều trên xe, chi tiết bóc này. Đấy, rất đẹp anh chị ạ. Hay là bên cạnh đấy là một chiếc xe hạng sang, nhà Lexus RX350. Chiếc này của em là xe xuất Mỹ anh chị nhé, nên là sẽ được trang bị cho quý anh chị mình gồm có hắt kính này, loa mắc này, cam sườn này, dẫn động hai cầu này. Đấy, đây là một chiếc xe sang mà cái giá trị của em nó vẫn xuyên suốt vượt thời gian đấy. Bây giờ quý anh chị mình sở hữu em này cũng rất hợp lý nhá. Máy 3.5 V6 chạy cực kỳ bền và lành đấy. Hay là chi phí bảo dưỡng cho em nó cực kỳ là lành luôn, cực kỳ là hợp lý, tiết kiệm anh chị nhé. Mà dáng xe bao nhiêu năm nhưng mà nhìn nó vẫn rất là sang, vẫn rất là đẹp đấy. Hay là tiếp tục một cái sản phẩm MPV của nhà Kia, vẫn là một chiếc Sedona. Chiếc này của em là bản phun dầu sản xuất 20 anh chị nhé, màu đen biển Hà Nội. Chiếc xe này của em thì xe cá nhân sử dụng nên là rất giữ gìn, rất đẹp anh chị nhé. Xe chạy chuẩn 6 vạn km, bây giờ tầm tiền em đang bán là ngoài 900 triệu cho quý anh chị này. Hay tiếp tục lại là một cái mẫu xe crossover 7 chỗ cỡ lớn, gầm cao, máy thoáng, dáng thể thao. Một chiếc Santa Fe phiên bản Millennium, máy xăng cao cấp anh chị nhé, sản xuất 2021 và là model 2022, cần số bấm rồi. Đấy, chiếc xe này em đang bán tầm tiền rất hợp lý thôi, chỉ bán tỷ lẻ của anh chị nhé. Đấy, dành cho quý anh chị nên cho một chiếc bản xăng cao cấp biển Hà Nội màu đen, xe chạy hơn 1.8 vạn. Mọi chi tiết còn rất là đẹp anh chị nhé, rất lung linh, cực kỳ đẹp luôn. Một cái mẫu dáng của cái bản all new thế hệ mới của của Santa Fe nó rất là đẹp. Đấy, thiết kế vuông vắn nhìn rất là thể thao, rất là năng động, cùng rất nhiều tính năng an toàn này. Hay là một cái tầm tiền loanh quanh 600 triệu cho quý anh chị một chiếc xe gầm cao máy thoáng 7 chỗ này, xe nhập Nhật xuất Mỹ này, một chiếc Mazda CX-9. Chiếc này của em là máy 3.7 anh chị nhá. Đấy, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đấy. Chiếc xe này bây giờ tầm tiền em đang bán mức giá là loanh quanh 600 triệu cho quý anh chị này. Thích trải nghiệm những dòng xe của Mazda này, gầm cao máy thoáng rộng rãi 7 chỗ này. Hay là tiếp tục em lại đang có một cái sản phẩm đây. Một sản phẩm chuẩn dành cho những chủ tịch, các sếp, các ông chủ đây. Một chiếc Lexus LX570 phiên bản Super Sport anh chị nhé. Xe này của em là model 2020 và là bản nhập nguyên chiếc từ Trung Đông. Đấy, sở hữu một cái body đồ sộ này, zin theo xe này. Hay là sở hữu một cái màu nội thất, hai màu đỏ đen, một cái màu được order riêng này. Với cái bản nhập Trung Đông này thì sẽ được sở hữu body này, hay là những công nghệ an toàn nó sẽ khác hoàn toàn so với bản hãng anh chị nhé. Tầm tiền bây giờ em đang bán mức giá là ngoài 7 tỷ cho quý anh chị một chiếc LX570 Super Sport này. Hay là tiếp tục em lại đang có một cái sản phẩm trong tầm tiền loanh quanh 85 triệu, một chiếc Tucson máy dầu sản xuất 20, một chủ từ mới biển Hà Nội, sở hữu cái màu nâu cà phê rất đẹp anh chị nhá. Xe là tư nhân, một chủ từ mới Hà Nội này. Tầm tiền bên em đang bán mức giá là loanh quanh 85 triệu này. Cái chiếc này của em đã được sử dụng hộp số mới này, hộp số 8 cấp như Santa Fe anh chị nhá. Nên là chạy cực kỳ là mượt mà, cực kỳ êm ái này. Hay là tiếp tục một cái tầm tiền cho quý chị mình có thể mua một chiếc xe về kinh doanh dịch vụ đấy, Innova phiên bản 2.0e số sàn, sản xuất 2020. Chiếc xe này của em thì bây giờ đang tầm tiền loanh quanh khoảng tầm 600 triệu anh chị nhé. Đấy. Riêng về chiếc xe này của em thì chất xe nó còn rất đẹp, rất đều anh chị nhé. Không một lỗi nhỏ. Đấy. Và mời quý chị mình cùng vào những dòng xe ở tiếp theo bên em đang có. Thì phía trong này thì hiện tại em đang có vài xe đã bán rồi, như Innova này, hay là Tucson 21 này. Chiếc xe này Tucson 21 chạy 9.000 km này em đã bán quý chị nhé. Và hiện tại em đang về thêm một chiếc Tucson cũng máy xăng đặc biệt màu đen nhưng mà sản xuất 20, xe chạy hơn 1 vạn km. Em đang cập bến và khi nào về thì em sẽ lên sóng cho quý anh chị. Và tiếp tục em lại đang có một thêm một chiếc xe Yaris, một kiểu dáng hatchback nhà Toyota cực kỳ đẹp, sản xuất 2019 và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan anh chị nhé. Màu đỏ biển Hà Nội, em đang bán tầm tiền loanh quanh 500 triệu cho quý anh chị này. Cần một chiếc xe nhỏ gọn này, đi lại loanh quanh trong thành phố này mà cực kỳ là tiết kiệm anh chị nhé. Đấy, kiểu dáng rất đẹp. Hay là tiếp tục một cái sản phẩm như là Range Rover Evoque phiên bản Dynamic sản xuất 2012, sở hữu màu đỏ đen đấy, rất đẹp anh chị nhá. Tầm tiền bây giờ loanh quanh 700 triệu này, thể thao này, sang trọng này, lịch lãm này đấy.
nên quý anh chị mình đang cần những dòng xe sang trọng mà khỏe khoắn này, lịch sự này, đến từ thương hiệu Anh Quốc thì không thể bỏ qua chiếc xe này nhá. Và phía trong kia thì em đang có một chiếc Santa Fe máy dầu, nhưng mà chiếc xe này em cũng đã hiện tại em đã cũng đã nhận cọc rồi. Đấy, và hiện tại thì bên em đang về rất nhiều mẫu xe như là Carnival bản Signature này, hay là Santa Fe máy dầu này 2021 và 2022 này. Và quý anh chị mình có nhu cầu mua bán trả lại xe thì có thể liên hệ trực tiếp với số online trên màn hình để nhận được sự tư vấn cũng như có một báo giá tốt nhất. Thì bên em có hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị này lên tới 70% giá trị xe, cũng như là hỗ trợ vận chuyển xe, cũng như là bao check xe mọi nơi. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi.